sẽ giới thiệu cho các bạn biết về cái văn hóa du lịch của người Cơ Tu tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Bây giờ mình đang đi lên đằng đấy làm truyền thống rồi. Khung cảnh nó buổi sáng ở đây rất là thanh bình. Anh nghe họ nói quê em là trung tâm nên anh mỗi lần tổ chức lên đây, lễ hội văn hóa hay là anh lên đây và anh đã ngất ngây rồi. Con sông bò qua mấy núi, con suối luồn qua mấy rừng, thương em cõng vui đường núi, dáng em như tiền trời, em soi xuống suối trào. Con nai vượt qua mấy núi, con chim lượn qua mấy đèo, thương em dại dầu gian khó mà đời em sáng trời. Cơ Tu ơi, yêu ai yêu thật trái anh nghe họ nói a à vương huyền diệu a à vương lung linh giang tình quê hương anh nghe họ nói Cơ Tu nhiều tình thương nên anh lên đây và anh đã đắm say đang đi vào. Tại vậy là có hai hàng thông rất là đẹp. Thống Cơ Tu huyện Tây Giang. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hiện giờ Hưng đang đứng trước cổng của làng truyền thống Cơ Tu huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Và sau đây mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái điểm du lịch văn hóa của đồng bào người Cơ Tu ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Rồi chúng ta tiếp tục nè. Đây là khung cảnh toàn bộ của khu làng văn hóa này. Hiện tại cũng còn buổi sáng sớm, là khách du lịch hình như cũng chưa có. Đến với không gian văn hóa ở nơi đây thì cảnh rất là đẹp. Mình sẽ đi bao quát xung quanh. Đây là những ngôi nhà của các xã về làm. Có không gian ẩm thực riêng đây. Đây là trung tâm của các lễ hội của
người đồng bào huyện đang sinh sống tại huyện Tây Giang. Trước mặt đây là những khu nhà, mình cũng rõ là nhà gì nữa, nhưng mà mỗi xã là mỗi nhà. Trong đây có cái đặc trưng của mỗi xã khác nhau, nhưng mà có một điểm chung là nhà sàn và trên là mái lá. Đây là khu trung tâm chính, những lễ hội của người đồng bào Cơ Tu đang sinh sống và làm việc tại Tây Giang thường tổ chức ở đây. Trước đây là có lễ đâm trao, nhưng bây giờ phong tục đâm trao đã bỏ rồi, thay thế vào đó là những phong tục khác. Bên kia là khu nhà dài, khu đó khu ẩm thực của trung tâm văn hóa này. Theo mình được biết thì ở đây là có 10 xã và có 10 cái nhà gương như thế này. Còn đây là nhà gương chính. Bác mình sẽ đi vào, mình sẽ đi quanh cái trung tâm văn hóa này một lát. Hiện giờ là các cái nhà này đã đóng cửa rồi để bảo vệ cái những giá trị phía bên trong. Ở đây vẫn có người bảo vệ, có người canh giữ các bạn nghe. Ở đây vẫn có người bảo vệ, có người canh giữ. Nếu các bạn đến Tây Giang thì có dịp mà ghé lại đây để được tham quan và thưởng thức cái văn hóa phi vật thể của đồng bào Cơ Tu đang sinh sống và làm việc tại huyện Tây Giang. Rồi, đây là khu nhà gương chính, những nét chạm trổ trên từng cái vách này là thủ công hết các bạn ơi, và bằng tay nghệ nhân của các nghệ nhân ở đây, hoàn toàn là thủ công các bạn nhìn nè, là không có cái gì gọi là dùng máy móc ấy. Người đồng bào đấy họ điêu khắc những gì mà xảy ra trong cuộc sống thường ngày, xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Vì để bảo vệ an toàn này, ở đây cũng có đẹp mình chữa cháy nữa các bạn nè. Đúng rồi, rất là đẹp. Ui, một buổi sáng thật là yên bình. Hai, không gian ở đây thật tươi mát, đáng để trải nghiệm đó các bạn ạ. Khung cảnh ở đây rất là đẹp. Nó chỉ cách trung tâm huyện tầm khoảng 10 phút đi bộ và khoảng 20 phút chạy xe máy đó. Sát trung tâm huyện ở đây mà. Rồi, mình đi vào bên trong các bạn nghe. Bước lên đây là cái bậc tam cấp. Rồi, đi vào đây là trước đây là cái chạm khắc hình con rồng nè, hình người, đời sống của người đồng bào ở đây nè. Rồi, hình ảnh những sinh vật họ sống cùng họ này, hình con voi nè. Đây toàn bộ là điêu khắc bằng tay các bạn nghe. Hình con voi nè. Rồi, theo mình quan sát thì bên trong này chứa đựng rất nhiều hiện vật còn đã trải qua năm tháng cùng với khi xây dựng lên cái làng truyền thống này. Mình đi quanh một vòng rồi mình sẽ giới thiệu rõ cho các bạn biết được
rất là đẹp các bạn. Ở trên đây là hoàn toàn là làm bằng thủ công. Đây mình sẽ xem nó. Đây tên công trình. Công trình Gương huyện Tây Giang, khởi công ngày 25 tháng 5 2028. Thời gian hoàn thành là ngày 25 tháng 8 2028. Đó, Phòng Văn hóa và Thông tin Truyền thông huyện làm chủ đầu tư. À, thi công là gồm có 38 nghệ nhân. 38 nghệ nhân. Danh sách các nghệ nhân được thi công ở Gương đây. Là những người mặc lớn tuổi không các bạn ạ? À? Người lớn tuổi không? Còn chắc các bạn đang thắc mắc hình phía trên như vậy là của ai đúng không? Đó là của đồng chí Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang nhiệm kỳ 2000 đến 2005. Hiện giờ là đồng chí Phan Việt Cường là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Còn bên đây là đồng chí Bà Rêu Liết là tỉnh ủy viên và chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện giai đoạn 2005 đến 2009. Còn bên đây là đồng chí Đoàn Công Thụng, Phó Bí thư Huyện ủy qua các thời kỳ. Còn đây là hình ảnh các đây bắc bờ bắc đây mình sẽ quay rõ cho các bạn xem các đồng chí đã từng trải qua các thời kỳ công tác tại ủy ban dân huyện Tây Giang và huyện ủy Tây Giang. Đây là các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Đây là các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Nếu các bạn có dịp đến Tây Giang thì hãy ghé làng truyền thống Cơ Tu ngay gần trung tâm huyện Tây Giang để thưởng thức về nét đẹp văn hóa truyền thống của người đồng bào sinh sống và làm việc tại huyện Tây Giang. Rồi khung cảnh buổi sáng rất là đẹp các bạn ạ. Theo mình được biết thì các ngôi nhà ở đây là hàng năm đã được các nghệ nhân đang trùng tu và sửa chữa để bảo dưỡng. Trước mặt tôi đây là điểm tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của huyện trong các năm qua. Hầu hết những lễ hội đặc sắc của huyện là thường tổ chức ở đây ấy. Rồi tiếp tục mình sẽ đi lên cái nhà tranh gọi là đó là nhà dài. Nó rất là dài các bạn. Cũng là khu ẩm thực Cơ Tu của trung tâm văn hóa này. Thế mình được biết thì bây giờ đã giao về cho đơn vị tư nhân để quản lý trực tiếp. Rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp. Đây. Ẩm thực Cơ Tu. Nếu bạn có dịp đến đây thì hãy ghé trung tâm Cơ Tu để thưởng thức ẩm thực. Thì lúc buổi sáng là chắc cũng mọi người cũng không có ai đâu. Mình chỉ quay sơ qua. Thì trong đây cũng bài trí cũng giống như cái nét văn hóa ở đây thôi. Cũng là một nhà dài. Có sân khấu nè. Có... Để mình quay cái cảnh đây nè. Đây là những bức tranh... Những bức tranh đục tay rất là đẹp các bạn ạ. À. Các nghệ nhân người Cơ Tu ở đây cũng rất là tốt. Đây là có bức tranh cũng đục bằng tay. Là cũng cuộc sống thường ngày trong gia đình đó. Theo các bạn có thấy thì cũng có tiếng tiếng địa phương đây, tiếng Cơ Tu đó đang được khắc ở đây đó. Còn đây là cái trung tâm để hát hò ca nhảy múa đây. Đây là cái bảng hiệu làng truyền thống không gian ẩm thực Cơ Tu.
Hầu hết những ngôi nhà ở đây được làm bằng tranh lá, các bạn ơi, lá dừa. À, phía trước có một cái phàm nó được mở cửa cho mình vào mình xem thế nào nhé, để khám phá cho các bạn biết. À, trong đây cũng đầy đủ chăn gối mền, nơi nghỉ ngơi của khách du lịch rồi đây. Cũng có tủ luôn các bạn ơi, áo quần chăn mền. Các bạn, nơi mình đang đứng đây là trung tâm làng truyền thống Cơ Tu của huyện Tây Giang. Hiện giờ là buổi sáng nên trời vẫn còn sương mờ. Ở nơi đây là nhìn xuống bao quát là dưới đây là trung tâm huyện Tây Giang. Là khu truyền thống này thì cũng được xây dựng cách đây tầm khoảng 15 năm. Thì năm 2008. Thường thì những lễ hội du lịch ở Tây Giang hoặc những lễ hội truyền thống văn hóa của người địa phương, người Cơ Tu sống làm việc tại huyện Tây Giang thường tổ chức ở đây. Thì nếu có dịp thì các bạn đến Tây Giang thì cũng nên ghé trung tâm làng truyền thống Cơ Tu huyện Tây Giang. Phía xa kia là trung tâm Ủy ban nhân huyện, huyện ủy Tây Giang. Rồi lát nữa mình. Đây cũng có khu sân vườn. Thật sự đây là một khu văn hóa truyền thống tâm linh của người đồng bào Cơ Tu sinh sống và làm việc tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là cái cây neo các bạn ạ. Mấy cái neo này mà vào mùa văn hóa du lịch thì nó rất là đẹp ạ. Anh nghe họ nói quê em dịu kỳ nên anh lên đây muốn ở đây lâu. Anh nghe họ nói quê em miền thần tiên nên anh lên đây, và anh đã ngất ngây rồi. Con sông bò qua mấy núi, con suối luồn qua mấy rừng, thương em cõng vùi đường núi, dáng em như tiền trời, em soi xuống suối trào. Con nai vượt qua mấy núi, con chim lượn qua mấy đèo, thương em dại dầu gian khó mà đời em sáng trời. Cơ Tu ơi, yêu ai yêu thật trái. Anh nghe họ nói A Vương huyền diệu, A Vương lung linh giang tình quê hương. Anh nghe họ nói Cơ Tu nhiều tình thương nên anh lên đây, và anh đã đắm say rồi. Anh nghe họ nói quê em dịu kỳ
đem anh lên đây, muốn ở đây lâu. Anh nghe họ